Điều Giao. Hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2024, tức ngày 1 tháng 6 âm lịch, chúng cháu gồm 45 thành viên khoa học 1990-1999 trường tiểu học, trung học cơ sở Điều Giao để tìm về đây tỏ lòng thành kính, kính dâng các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính đối với thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc, để tỏ lòng thành kính với các anh hùng liệt sĩ. Tất bằng liệt bắt đầu. Cảm giác của mình là về trường sau 25 năm được gặp các bạn và thầy cô hết sức vui mừng và phấn khởi khi các thầy cô, các bạn vẫn còn đang khỏe, còn đang trẻ. Và mình mong muốn là sau này, sau khi gặp nhau thì sẽ tạo ra một sự gắn kết giữa thầy cô và các bạn học sinh khóa 90-99. Và mình mong muốn là thời gian sau 30 năm thì sẽ được tiếp tục được gặp các bạn và thầy cô. Nhân đây thì mình xin chúc tới tất cả các bạn và thầy cô gia đình hạnh phúc và thành đạt. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa, ngày xưa đó mãi mãi. Của mình sau 25 năm trở về mái trường xưa thì rất bồi hồi và xúc động, lòng trong lòng lúc nào cũng háo hức mong chờ tới ngày này. Thì khi hôm nay về thì gặp lại các thầy cô, thấy các thầy cô vẫn mạnh khỏe, các bạn của mình cũng thành đạt thì mình rất vui và rất tự hào về cái khóa của mình. Rất mong và hy vọng những khóa tiếp theo cũng sẽ được tổ chức được những cái sự kiện như vậy của khóa mình để làm hành trang cho những lớp trẻ khác đi vào đời. Sau lần gặp này thì mình cũng mong muốn sẽ được có những lần gặp 30 năm, 35 năm hoặc là 40 năm gì đó. Dù cho lúc đó sức khỏe của mình còn tới đâu, mình sẽ tham dự tới đó. Thì qua đây thì mình cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy, các cô và các bạn. Một sức khỏe thật là mạnh khỏe, luôn thành công và hạnh phúc. Nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời.
qua, các em đã trưởng thành và hôm nay cũng rất là cảm động khi được các em mời tới dự cái buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của cái khóa chúng ta. Và cô rất là vui khi nhìn thấy các em đã trưởng thành, đã thành đạt, đã thành công trong cuộc sống. Và các bạn đều có những cái điều mà cô giáo ngày xưa và các chúng ta mong đợi. Dù các em ở lĩnh vực nào, làm việc gì hay sống ở đâu, chúng ta vẫn luôn nhớ về cái môi trường trường giao, nhớ về bạn bè và chúng ta vẫn sống tốt. Và cô giáo nghĩ là mình đã là một cô giáo thành công khi nhìn thấy các em đã thành công như thế. Cô giáo xin cảm ơn tất cả các em. Và một lần nữa là cô cũng chúc các em là trong một cái chặng đường sắp tới thì các em sẽ thành công nhiều hơn nữa. Và chúng ta sẽ là cũng có một cái thế hệ tương lai, tức là con cái các em sẽ tiếp nối được cái truyền thống đấy. Cũng có thể là sau này là trở về cái môi trường rượu giao, trở về với quê hương và đóng góp một phần nào đó để xây dựng những quê hương chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn. Đấy là cái điều mà cô mong muốn, và dù đi đến đâu, về đâu, và mong các em mãi mãi giữ là rượu giao luôn ở trong tim. Thực sự báo cáo cô và các bạn thì chắc các bạn nhiều đây cũng biết, may mắn là em chỉ học ở làng là đến có lớp 5 thôi. Thì nhưng mà tất cả những kỷ niệm đấy vẫn còn nguyên trong ký ức. Tất cả cái khung cảnh của trường vẫn còn nguyên, vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đi học là trường em mái ngói đỏ hồng. Rồi hôm nay cũng rất là bồi hồi, cũng được về trường, xong lại trường mình, quê hương mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều rồi. Không còn kiểu là đường trơn ướt mưa nữa rồi, mà bây giờ đường cũng như thành phố không kém gì. Thì một lần nữa là xin được về đây gặp lại mái trường xưa. Xin được cảm ơn quê hương, tất cả các bạn, thầy cô. Giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ. Dần trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây? Còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho. Thời gian trở lại cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có muốn trong cuộc đời này. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bạn, hôm nay trong không khí đầm ấm thân thương này, cho phép em thay mặt các bạn học sinh kiểu giao niên khóa 1990-1999 xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã vượt qua những trở ngại về tuổi tác, sức khỏe, gác lại những bận rộn trong công việc để hiện diện trong ngày sum họp của chúng em ngày hôm nay. Tình cảm của thầy cô mà chúng em được đón
nhận hơn 25 năm về trước không phai mờ theo năm tháng. Đến khi trở về đây, chúng em thấy mình bé nhỏ, thơ dại như ngày nào, ngồi nghe những lời giảng khai trí, khai tâm cho chúng em vào đời. Xin các thầy cô nhận cho chúng em lời tri ân, lời chúc mừng, lời cầu mong sức khỏe chân thành nhất. Chúng em cảm ơn ban lãnh đạo xã Thiểu Giao, ban giám hiệu nhà trường đã sắp xếp thời gian và tạo những điều kiện tốt nhất để chúng em tổ chức buổi tri ân ngày hôm nay. Và chúng em kính chúc ngôi trường Thiểu Giao và xã Thiểu Giao yêu dấu của chúng em ngày càng phát triển, ngày càng giàu đẹp. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi liên tiếp khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, phàm đâu đây còn giọng nói. Thay mặt các thầy cô đã về hưu, xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin chúc cho lễ kỷ niệm và tri ân hội khóa của các em thành công tốt đẹp. Các em học sinh thân mến, thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày các em rời xa mái trường quê hương, xa thầy cô để bước tiếp trên con đường học tập và trưởng thành, đến nay đã 25 năm. 25 năm, 1/4 thế kỷ đã trôi qua, thầy trò ta lại có dịp gặp mặt khá đông đủ để ôn lại kỷ niệm một thời đã qua. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lớn tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ mình thương gửi cho ai. Nếu có muốn trong cuộc đời cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi. Một dịp học sinh trở về tổ chức hội khóa kỷ niệm ngày vào trường thì nhà trường đều cảm thấy là học sinh đã tổ chức những cái kỳ vô cùng có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tấm lòng tri ân các thầy cô đã giáo dục rèn luyện mình qua nhiều năm tháng. Trở về với mái trường, trở về với quê hương, trở về với cội nguồn, nơi đây các em đã sinh ra, lớn lên và như đàn chim đủ lông đủ cánh, các em tung bay khắp bốn phương và trưởng thành trong quá trình học tập. Các thầy cô vui mừng được các em mời về trường nhân những ngày kỷ niệm lớn, những ngày hội khóa. Đặc biệt trong ngày hôm nay,
chúng tôi thấy là buổi hội ngộ vô cùng có ý nghĩa. Đây là một dịp để các thầy các cô đã về hưu cùng với các thầy các cô đang công tác ở trường gặp mặt ôn lại những kỷ niệm năm tháng của những thời phấn trắng bảng đen, gặp lại những học sinh yêu quý của mình, đó là những con chim bỡ ngỡ những năm tháng đầu đời, và bây giờ các em đã trưởng thành. Các em là vinh quang, là tự hào của thầy cô, và điều này khẳng định công lao dạy dỗ các em của thầy cô là rất lớn. Các em trưởng thành là công sức dạy dỗ của thầy các cô, và điều này còn khẳng định các em là những người luôn tri ân với những người đã từng dạy dỗ rèn luyện mình với tinh thần nhất tử vi sư, bán tử vi sư. Xin là cảm ơn các em học sinh rất nhiều, và thầy mong muốn là có những dịp thầy trò lại được gặp lại, lại được ôn lại những kỷ niệm và đánh dấu một chặng đường vinh quang của sự nghiệp giáo dục. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't. Ngay thời điểm này, tất cả quý vị đang cùng có mặt ở khách sạn Central để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, sẽ cùng nhau kể cho nhau nghe thật nhiều những câu chuyện. Và có lẽ rằng đúng là như vậy. Tài sản lớn nhất của một con người đó chính là sức khỏe. Tài sản lớn nhất của một người đàn ông đó chính là gia đình và bạn bè. Còn tài sản lớn nhất của một thời gian đó chính là ký ức và kỷ niệm. Hôm nay sau 25 năm trở về ngập tràn với ký ức với kỷ niệm bên nhau, chúng tôi mong muốn rằng hãy cùng một lần nữa dành đến cho nhau, dành đến cho sự trở về của chính chúng ta bằng việc dành cho nhau những nụ cười thật tươi và những tràng pháo tay thật lớn để chương trình gala xin phép chính thức được bắt đầu. Rồi dần dần chúng em lên kế hoạch, rồi đến ngày hôm nay gần đến vài 1-2 tháng thời gian gần đây chúng em có những cái những việc làm để hơn là chúng em liên hệ làm lên danh sách những thầy cô, những người là dạy dỗ chúng em, và rất là may mắn ngày hôm nay chúng em được ở đây gặp gỡ đông đủ tất cả các thầy cô. Có một số người điều kiện ở xa nhưng cô bảo cô tưởng rồi trước là có cô Vi vào hôm nào đi thực hiện làm cái lễ đám cưới cho con trai thì ba người không về được, thì tuy nhiên là rất là may mắn đối với chúng em ngày hôm nay ở đây đã thể hiện đông đủ các thầy cô từ mầm non cấp 1, cấp 2. Một lần nữa em rất là cảm động và thay mặt cho khóa học trường giao 99 em gửi một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy cô, đến ban lãnh đạo xã, đến ban giám hiệu nhà trường, để chúng ta có một buổi gặp mặt rất là ý nghĩa, rất là xúc đẹp ngày hôm nay tại đây. Em xin cảm ơn. Anywhere I flow, some
sometimes I believe I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Tư, cảm ơn anh.